Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thiên Bình, và cũng đã đến với kênh YouTube của Phạm Vận Chuyển. Và trước mặt các bạn đây là một con TV Sony các bạn, 43W800C mà mình vừa nhận của khách hàng về. Và cũng như mọi video mà mình hướng dẫn các bạn sửa chữa rất là thực tế, đúng không các bạn? Thì video này mình cũng sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu và sửa chữa một con TV Sony nha các bạn nhé. Con 43W800C này thì đang rất là thông dụng và cũng đang rất là hot về những bàn bệnh của nó. Và mình tạo ra những cái video bổ ích như thế này sau khi mà mình mở ra con 43W800C các bạn nhé, thì đây chính là main chính của nó. Con 8 dòng 800C này nó tích hợp tất cả các bo, một bo nó chỉ nằm trong một bo chính này thôi, không phải là hai mảnh tách rời. Rồi mắt nhận đây ạ, một số phận mắt nhận của nó và hai đôi loa hai bên, hai loa hai bên, và đây chính là bo nguồn của nó. Và bây giờ tôi sẽ cắm điện vào. Tôi sẽ cắm điện con TV này vào và tôi kiểm tra hiện tượng hư hỏng của nó. Thông thường con TV Sony này vào cắm vào thì cái cổng hồng ngoại nó sẽ sáng các bạn. Rồi mình đã cắm điện. Đã cắm điện. Và con TV này sau khi mình cắm điện vào và mình bật nút open thì đang không có một chút nguồn nào các bạn, đang bị mất nguồn và cổng hồng ngoại không sáng. Vâng, vậy thì hướng giải quyết như thế nào, sửa chữa ra làm sao? Mình sẽ đo số cái mức điện áp cơ bản. Mình kiểm tra cái nguồn 19,19V, 19,5V xem lên trên bo có chưa. V có rồi này các bạn này, hơn 2V cũng có rồi này, V cũng có. Rồi vậy thì hiện bây giờ mình sẽ mở cái bo nguồn này ra và mình đo một số cái nguồn cho chính xác các bạn. Hiện nay cái hiện tượng hỏng của con 43W800C này của Sony này tương đối là nhiều các bạn, mình thấy là thông dụng, mất nguồn rồi 6 nháy đủ các loại bệnh cái dòng Sony. Bây giờ mình sẽ phải cắm điện vào, mình sẽ đo thử cái bo nguồn này xem sự hoạt động của nó có tốt hay không. Sáp rồi anh. Rất là sao? Và bây giờ mình sẽ đo một số cái điện áp ở trên này. Tôi sẽ để cái máy quay gần vào các bạn xem cho nó rõ. Máy quay gần vào cái bo nguồn này. Đấy. Rõ lắm nhỉ. Rồi, ok. Mình sẽ đo một số cái nguồn ra các bạn.
Đây là nguồn đầu vào này. Nguồn đầu vào chắc chắn là phải có rồi. Qua MOSFET này. Các bạn sẽ phải đo qua những con cầu chì này. Có này. Đây có một con cầu chì này chạy vào đâu đây? Quan mở nguồn này. Người ta ghi là 32V à? Rồi các bạn này, con qua con cầu chì này thì con cầu chì này đang không có điện rồi các bạn này. Đây rồi. Đầu bên đây thì có. Đầu bên đây thì có này, 19,5V. Qua đầu bên đây thì mình lại thấy không có điện này. Không có nguồn vào. Đấy, người ta ghi ép vào đây này. Qua đây. Thì con cầu chì này nó cũng qua một dây này. Nó chạy đến đầu diode này. Nó sang đây. Và nó cấp nguồn ra đây, sang đây. Và cũng cấp một nguồn chính cho bo. Rồi. Bây giờ tôi sẽ mở cái bo này ra. Giờ mình sẽ đo chạm xem nó có bị chạm. Tại sao cái con cầu chì nó đứt? Các bạn phải xem của mình tại sao cái con cầu chì nó đứt. Tháo bỏ ra. Đây các bạn xem. Mình sẽ tìm đến tại sao nguyên tắc cái con cầu chì nó phải là dẫn điện, dẫn nguồn. Mà con này thì to à, cầu bên đây thì có mà cầu bên kia thì không có nguồn. Thì chứng tỏ là cái con R bảo vệ này rồi đang không còn nguồn. Thì tôi sẽ đo hai đầu tụ bên đây xem nó có chạm không. Có vẻ hình như có trở kháng này các bạn này. Nguồn này rồi có trở kháng, có trở kháng. Ok. Rồi. Trước mắt tôi cứ phải tháo cái con cầu nối này ra đã, cầu chì này ra đã. Mình sẽ tháo nó ra. Rồi ok, mình đã tháo nó ra rồi các bạn này. Con R này rất là keo, nó dính rất là chặt. Mình phải thổi chờ một chút mới ra được. Lúc này đây mình chỉ gần cho các bạn xem. Cái điểm cầu nối này, đo bên đây thì có nguồn, sang bên đây thì mất. Đo ở đây thì có trở kháng bình thường. Thì thông thường con này mà nó bị đứt nổ cầu chì thì nổ cầu chì bảo vệ thì các con đi xe này dễ chết này. Con đi xe này qua đây, cái xe này dễ là đi xe nguồn cấp trước rồi. Qua đây thì mình thấy đang có vấn đề. Thì bây giờ để mà khắc phục được nó thì mình sẽ lấy một con khác. Đây này mình thấy này, 19 nguồn 19V mà đo như thế này thì đang bị chập ở đây rồi. Đang bị chập ở đây mất rồi. Đấy. Thì
bây giờ. Vâng, qua để sửa được con này thì mình là một là các bạn trước mắt là tôi phải xem con IC này tên là gì đã. Con IC mà làm nổ cái cầu chì này tên là gì các bạn? Con S4332. Con S4332. Ok, mình sẽ tận dụng một cái bo nguồn này của mình, nó hỏng con 700B này, con này con 800C, 700B. Tôi sẽ tìm đến vị trí con S4332. Rồi, chính là vị trí con này các bạn ạ. Chính là vị trí con này, và đây cũng là cái cầu chì của nó này. Đây là cầu chì. Bây giờ tôi sẽ đo các bạn xem. Đo con này. Mình sẽ đo rồi thông đúng không ạ? Thông. Và cái tụ này, tụ mà chạy đến nó này. Rồi có trở kháng rất là cao, chứng tỏ là cái con cầu chì này của mình. Tôi sẽ để cái này ở đây. Và bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Tôi sẽ bôi mỡ và tôi sẽ tháo cái con này ra. Nha, bây giờ tôi sẽ tháo cái con ở trong mạch của mình hỏng trước. Mình sẽ đo cái trở kháng của nó, xem cái trở kháng như thế nào. Rồi, sau khi mà mình nhấc IC ra đúng không ạ? Thì tôi sẽ phải đo cái trở kháng hai đầu tụ này, xem cái tụ này nó còn chập không. Nếu mà tụ này vẫn còn bị chập thì khả năng cái tụ này lỗi. Rồi ok các bạn này, vẫn có vấn đề về chạm chập. Tiếp tục tôi sẽ nhấc hai cái tụ này ra, biết đâu IC không chết. Ok. Rồi ok. Mình nhấc ra. Nếu mà IC không chết thì quá tuyệt vời rồi. Hai con này sẽ có một con chết. Cũng không chết. Rồi. Khi mà mình nhấc tụ này ra thì các bạn ạ, không còn bị chạm nữa. Không còn bị hiện tượng bị chạm chập nữa. Chính tỏ hai con tụ này mình vẫn nghi là có vấn đề. Đấy, mình đo chưa được thôi. Đây là các bạn này. Đúng không ạ? Một con bị thông này. Đấy, một con bị thông, chính tỏ IC mình tháo ra rồi nhưng mà IC không chết, mà chính là con tụ này nó bị chập. Con tụ nguồn này bị chập. Thế thì đơn giản rồi, mình cứ tưởng hỏng IC. Nhưng mà không phải các bạn ạ. Không phải, chập tụ nhá. Chập tụ này các bạn này, nhìn này. Đấy, ok chưa? Chập một con, hai con tương đương nhau, nối song song với nhau, nhưng mà bị chập một con này. Đấy, vậy thì quá đơn giản rồi. Mình sẽ tận dụng luôn cái bo này của mình. Để tận dụng được con này thì trước tiên thì mình sẽ phải đóng trả cái con IC mà mình vừa tháo ra đã. Bởi vì con IC như vậy là con IC của mình sẽ không chết, mà nó chỉ chết cái con ấy thôi. Con 43 này không chết, mà nó chết chập cho con tụ mặt nguồn, đấy hiện tượng là nó nổ cái cầu chì. Ban này thì đúng là gặp được cái ban quá hên các bạn, quá hên. Thank you.
dễ dàng kiểm tra và sửa chữa một con tivi như vậy được các bạn. Rồi các bạn xem ạ, đã lên chữ Android, Android và tivi khởi động. Lúc này thì chắc chắn là mình tìm ra bệnh như thế này rồi, thì tivi đã khởi động và chạy bình thường đúng không các bạn? Tắt cái bóng đèn đi cho nó đỡ ngược sáng. Rồi VTV7 các bạn xem và không có tín hiệu. Rồi đang bị tái xuất. Rồi vậy là mình đã sửa thành công một con tivi 43W800C rồi các bạn ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và bản bệnh cũng rất may là mình cũng gặp phải bản bệnh, nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là khó khăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và đừng quên để theo dõi nhiều video tiện ích mới. Và các bạn đừng quên chia sẻ những video của tôi để người thân và bạn bè các bạn cùng biết. Bởi vì sao? Bởi vì những video của tôi nó quá thiết thực và tiện ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.